ngày 21 tháng 6 năm 2023. Sự kiện Kickoff Glory High The Beverly Solari ra mắt dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhome Grand Park với sự tham dự của khoảng hơn 10.000 chuyên viên kinh doanh từ 48 đại lý phân phối chính. Thước, sự kiện với chủ đề Trạm đỉnh Vinh Quang, Kickoff ra mắt khu căn hộ Glory High dự án cuối cùng tại đại đô thị Vinhome Grand Park không chỉ là lễ ra quân bùng nổ nhất thị trường bất động sản thời điểm này mà còn chính thức giải tỏa cơn khát nguồn cung thị trường bất động sản phía Nam. Nghi thức Kickoff được dàn dựng công phu với hiệu ứng hiện đại, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng vô cùng sôi động. Thiết kế sân khấu hoành tráng với hình ảnh chim đại bàng dũng mãnh khiến hơn 10.000 chiến binh hào hứng, phấn khích, khoảnh khắc như thúc giục. Tiếp lửa tinh thần cho các chiến binh sẵn sàng cho chiến dịch bán hàng sắp tới. Lễ ra quân Kickoff dự án Glory High Beverly Solari với sự tham gia của hàng ngàn chuyên viên tư vấn đến từ 48 đại lý sàn phân phối bất động sản. Đối tác của dự án diễn ra tại công viên Grand Park, Vinhome Grand Park, TP, Thủ Đức vào 16 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2023. Đặc biệt, lễ Kickoff Glory High còn có sự hiện diện của đại diện 4 ngân hàng hợp tác và đồng hành cùng chủ đầu tư Vinhome Mitsubishi trong dự án lần này, bao gồm Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng MB Bank và Ngân hàng Taipei Fubon. Cái bắt tay lịch sử của các ông lớn hứa hẹn sẽ là điểm sáng mang đến những chính sách ưu đãi tốt nhất cho các khách hàng khi quyết định đầu tư vào dự án căn hộ Glory High tại phân khu The Beverly Solari. The Glory High Beverly Solari được lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu, California, Mỹ, xinh đẹp, với những buổi chiều thư giãn tại bể bơi kết hợp thác tràn vô cực Malibu. Nơi thỏa mãn khát khao hưởng thụ đặc quyền xứng tầm, nơi giao thoa giữa điểm chạm tinh tế cùng chất sống đẳng cấp. Sở hữu vị trí đắc địa nằm trên trục đại lộ mua sắm Rodeo. Đối diện trung tâm thương mại Vincom Megamall, quảng trường Golden Eagle. Từ Glory High dễ dàng di chuyển đến công viên 36 hectare, các trường học nội khu, trường Brighton College. Trạm Depot Vinbus là phân khu căn hộ đắt giá cuối cùng của Vinhome Grand Park. Theo The Glory High Solari với các căn hộ sang trọng, tiện ích đặc quyền riêng biệt và nổi trội. Quý khách quan tâm liên hệ để được tư vấn tốt nhất, thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com tư vấn và phân phối dự án.